Rồi, sau khi chúng ta chạy khoảng 1 tiếng hồ thì chúng ta tới phi trường Elanel. Phi trường Tel Aviv chứ. Phi trường Tel Aviv và chúng ta sẽ đi vô. Đi vô phi trường Tel Aviv. Thì từ Jerusalem mà chạy tới đây thì hết khoảng 1 tiếng hồ. Cao thao Jerusalem tới đây hết 1 tiếng hồ. Họ trả tiền, họ lấy tiền taxi là khoảng hết 120 đô. Đi mẹ. 120 đô. Departure. Rồi. Thì giờ kiểm hãng máy bay của mình. Hãng máy bay mình đâu? Rồi rồi. Tới gần mới thấy chứ. Rồi coi chút phiếu cảnh trí của phi trường này luôn. Em thấy thằng LL nói mạnh nha. Thôi kia đằng trước mặt. Hỏi coi coi nào đâu. Bèo qua đây. Đây cũng ít người mà không sao. Nhỏ hơn LS nhiều. Tới đây American Airlines trước mặt. Rồi coi. Korean Air bên đây phải luôn. Thôi không đi vòng luôn coi coi cái vi sườn này hình thù sao. Lần đầu tiên mới tới Israel. Thì coi coi. Đây. Eo neo đây rồi. Anh thấy nó mèo. Supervisor cloak counter. Rồi vô coi một biết coi. Vô đây chúng ta lấy vé bay chúng ta đi về. Xem nhau hết rồi mà. Thôi ra, mình tắt này lại để vô lấy vé cái gọi cái đó. Sau khi chúng ta pass cái security thì cũng khá lâu. Ở đây họ làm cái security đi qua hơi lâu. Sau khi chúng ta xong cái security thì chúng ta đi vô cái hướng bên đây. Sau khi vô cái này là đi đường dài thì chúng ta sẽ quay qua. Chúng ta tới một cái circle, là một cái bùng binh đó. Việt Nam mình thì nói như là bùng binh vậy đó. Thì trong cái bùng binh này thì nó có những cái tiệm bán những cái đồ mà cũng như mọi nơi. Có nghĩa là những đồ souvenir, những đồ mình có thể mang về cho người thân. Thì trong đây. Nhưng mà có thể mình thì không quen. Không quen ăn đồ Trung Đông. Nên ăn khó chịu quá. Mấy bữa nay ăn đồ Trung Đông nó hơi khó chịu. Mà ra ngoài đây họ cũng bán đồ để ăn thì không. Có thể mình không quen nên đồ ăn không thấy ngon. Thì chúng ta trên giữa đang coi kìa. Thấy người kia đó. Người Hàn Quốc khá nhiều. Và trên giữa. Thì chúng ta có thể mua đồ ăn. Thì ra số cái chỗ này đóng nhỏ à. Không nhỏ. Đó là những cái con đường ra từ cái gate của mình. Ra từ cái gate của mình. Thì ra đây mua đồ ăn và ngồi trên giữa này. Có nguyên cái khu trên giữa ai mọi người ngồi chung đây. Thì đây thấy có cái chỗ chung này. Còn mấy đồ ăn đây thì bánh mì và nước khá. Còn donut người để ý người Israel á, họ ăn đồ ngọt nhiều lắm nha. Họ ăn đồ rất ngọt. Ngọt lắm. Rồi những cái tiệm bán đồ ăn đây cũng khá đơn giản. Những đồ fast food wrap and go á mà. Nhà hàng thấy ít lắm. Đúng là lần đầu tiên thấy những phi trường bên Trung Đông. Đất nước Israel là một đất nước khá là non trẻ, nó có khoảng là 76 năm trở lại đây. Và khoảng 80 năm, trên dưới 80 năm. Trung quanh đây trở lại, ở food court.
Và ra đây lại có nơi bán đồ ăn nữa. Đi vòng cho mọi người coi chút xíu, coi cái quan cảnh của cái phi trường Calavi này. Nghi trang Việt Nam mình nó bán những cái món đặc sản của đây họ mang về Cali. Nhưng mà khổ nỗi California thì họ có rất nhiều cái cộng đồng. Có rất nhiều những cộng đồng gọi là người Trung Đông bên đó. Thì họ bán không thiếu một thứ gì hết á. McDonald's chưa có đây đâu. Chắc nên mua đi dở ở McDonald's. Có chút xíu. Mình đi bán súp á. Cà phê hả? À, 48, 46, 16. Bây giờ là cái một đô, một US dollar ta đổi được là 3.5 shekel. Một US dollar đổi được 3.5 shekel của tháng 1 năm 2023. Thì dĩ nhiên là tiền đổi, tiền mà giá trị đồng tiền nó đổi thì nó thay đổi rất là nhiều. Tùy thời gian lúc mà mình đổi. Trên mức độ nó muốn bước ra đây thêm lần nữa. Coi cái khu vực tập trung đông mọi người này. Và sau đó thì mình sẽ vô lựa những cái vật đồ vớ vẩn này. Và mớ tiền shekel vô mua mang về. Có thấy hay, dạo này đây không có thiếu một cái kỳ gì. Những là trang sức mỹ phẩm đồ thì hôm nay cũng khá nhiều đi Dior. Có cả Victoria's Secret trong kia luôn, đồ lót phụ nữ cũng trong đây cũng thấy luôn rồi. Vậy nghĩa là chẳng có thiếu gì đâu. Mấy người đại Hàn chắc họ thích mua. Mỹ thì họ không có thích lắm, thì Mỹ nhất là California thì mấy này nó khá là standard. Khá là bình thường nên người ta sẽ không mua đâu. Thôi chờ chút xíu nữa mình đi vô cái lao. Cái lao là cái nơi mà chúng ta có thể ngồi chờ để khi bay á. Nó nằm bên kia, ở trong đây thì có một cái lao đó mà. Đó là King David Lao mà. Để chúng ta ghé qua đó luôn. Giờ mình vô đây mình coi có gì mua được không. Thank you.
Oh,